Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, ngày mùng 1 đầu tháng là thời khắc quan trọng nhất trong tháng. Bởi theo quan niệm dân gian, trong ngày mùng 1 mà gặp được những may mắn thì sẽ kéo theo vận may cho cả tháng. Và trong ngày mùng 1 này, mọi người đều kiêng kỵ rất nhiều thứ để được may mắn trong ngày này. Trong ngày mùng 1 tháng 9 này, có những con giáp gặp được may mắn, vận đỏ như son, ở nhà thì được tổ tiên phù trợ, thần tài ban lộc, ra ngoài thì được quý nhân tương trợ giúp đỡ, bạn bè ủng hộ, vận may liên tiếp ùn ùn kéo đến. Đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 9 là ngày Nhâm Ngọ, Nhâm Thủy khắc Ngọ Hỏa. Đây là một ngày hung nhật, ai xui đến đâu thì xui, chứ những người nằm trong các con giáp này thì tài vận vẫn đỏ rực, mọi điều đều may mắn. Đó là những tuổi sau. 1. Tuổi Mùi. Con giáp may mắn đầu tiên trong ngày 1 tháng 9 là những người tuổi Mùi. Do được chính quan độ mệnh nên công việc của Mùi hôm nay có nhiều tiến triển mới. Các bạn làm công chức tuy nhiều việc nhưng thể hiện được năng lực của mình. Sắp tới có tin vui liên quan đến thi cử, xin việc, bầu cử cho tuổi này. Như có được lục hợp với ngày nên quan hệ xã giao hài hòa, đi đến đâu mang tiếng thơm đến đó. Những người độc thân có đối tượng chủ động tiếp cận với bạn, thế nên cơ hội hẹn hò được mở rộng hơn. Ngọ thuộc hỏa, Mùi thuộc thổ, được cục diện hỏa sinh thổ nâng đỡ, tài vận tuổi Mùi trên đà khởi sắc, con đường kiếm tiền làm giàu ngày càng rộng mở. Bản mệnh sẽ đón nhiều cơ may kiếm tiền trong tầm tay ở ngày mùng 1 may mắn này. Vậy nên những người tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp hòa hợp nhân khí, địa khí, từ đó công việc sẽ hanh thông, may mắn và tài lộc cứ ùn ùn kéo đến. Chi tiết từng tuổi như sau. Ất Mùi 1955-2015 Kim, lòng người là thứ thay đổi khó đoán nhất. Đinh Mùi 1967 Thủy, người khen bạn lại hay nói xấu bạn sau lưng. Kỷ Mùi 1979 Hỏa, dễ gặp phải xung đột với đồng nghiệp. Tân Mùi 1991 Thổ, sống đúng với bản thân, có trách nhiệm trong công việc. Quý Mùi 1943-2003 Mộc, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đó là những con giáp may mắn đầu tiên vào ngày 1 tháng 9. Con giáp tiếp theo may mắn ta xét đến đó là những người tuổi Dần. 2. Tuổi Dần. Ngày mùng 1 này, tuổi Dần được tam hợp cục soi sáng nên công việc khá thuận lợi vì có quý nhân dẫn lối. Là con giáp giỏi kinh doanh, những bạn làm du lịch, buôn bán, dịch vụ tiện ích, nhờ ăn nói khéo léo, uy tín nên khách hàng sẽ quay lại ủng hộ. Đường tình cảm cũng may mắn không kém nhờ phần cục diện ngũ hành hỏa sinh mộc, Dần mộc sinh ngọ hỏa. Nhưng điều khiến bạn trở nên tốt đẹp hơn chính là biết thừa nhận sai lầm của mình, không đổ oan cho người khác, sống trong sạch sẽ được trời Phật phù hộ. Vận tài lộc của người tuổi Dần nhờ có thực thần nâng đỡ nên tuổi Dần hôm nay lộc lá không thua kém bất kỳ con giáp nào. Nhiều bạn được cho đồ ăn, mời đi ăn hoặc được trả nợ. Những ai chưa đòi được nợ thì hoan hỉ, coi như đó là nghiệp của người ta nếu không chịu trả. Để tăng cường thêm vận may, những người tuổi Dần cần luôn mang bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất. Chi tiết từng tuổi như sau. Giáp Dần 1974 Thủy, không vui thì đừng nghĩ nhiều nữa. Bính Dần 1986 Hỏa, cố gắng nào cũng sẽ có được sự đền đáp. Mậu Dần 1988 Thổ, niềm vui là món quà, nỗi buồn cũng là thứ đáng trân trọng. Canh Dần 1950-2010 Mộc, cuộc sống không hoàn hảo nên lòng người khó đoán. Nhâm Dần 1962 Kim, đừng mưu cầu tiền bạc, hãy cầu sức khỏe. Đó là con giáp may mắn thứ hai trong ngày. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp đến với con giáp thứ ba, đó là những người tuổi Thân. 3. Tuổi Thân. Ngày mùng 1 tháng 9 này, những người tuổi Thân có được thiên ấn trợ lực, vậy nên những người làm quan xin thăng chức, có quyền được hy vọng vào tương lai. Bạn vất vả nhiều rồi, đã đến lúc được ông trời đền đáp xứng đáng với công sức bỏ ra. Tuy nhiên đường tình cảm khá ảm đạm do hỏa khắc kim, có đôi lúc con giáp này hơi cứng nhắc và bảo thủ trong việc giải quyết các vấn đề rắc rối, nên có thể có người bằng mặt nhưng không bằng lòng vì sự lạnh lùng đó. Vận tài lộc cũng bấp bênh không kém, xuất phát từ thói quen mua sắm. Nếu con giáp này mua đồ có giá trị thì đừng vội mua nhà.
Nếu con sắp này mua đồ có giá trị thì đừng vội mua mà nên tìm hiểu xem có chỗ nào bán rẻ hơn không. Bản mệnh sẽ không tiêu tiền một cách lãng phí. Vậy nên những gia chủ tuổi Thân cũng cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để được quý nhân tương trợ, giúp cho vận trình năm được hanh thông, may mắn. Chi tiết từng tuổi như sau. Giáp Thân 1944-2004 Thủy, tiêu tiền không kiểm soát được. Bính Thân 1956 Hỏa, cứ sống sao cho tâm mình thoải mái là được. Mậu Thân 1968 Thổ, công việc quá rườm rà, ngày càng thêm chứ không bớt. Canh Thân 1980 Mộc, cơm áo gạo tiền là gánh nặng lớn nhất. Nhâm Thân 1992 Kim, tính lương thiện nhưng toàn mắc oán. Đó là con giáp may mắn thứ 3 trong ngày hôm nay. Tiếp theo ta xét đến con giáp may mắn thứ 4 là những người tuổi Sửu. 4. Tuổi Sửu. Trong ngày hôm nay, những gia chủ tuổi Sửu được chính quan nâng đỡ trong đường sự nghiệp. Những bạn đang chờ tin tức xin việc, tăng lương hay thăng chức thi cử thì thời gian tới sẽ có nhiều tin vui chào đón. Các bạn hãy tin vào khả năng làm việc của bản thân. Đường tình duyên lâm tương hại nên tính cách con giáp này khá bi quan, hay suy nghĩ nhiều. Các bạn nữ thì sáng nắng chiều mưa, không thoải mái với nửa kia, dễ dẫn đến chia tay. Vậy nên để hòa hợp lại mối quan hệ cũng như tăng cường nhân duyên và tài lộc, những gia chủ tuổi Sửu luôn mang bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Đây là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải vận xui và tăng cường tài lộc cho gia chủ. Tuy trong đường tình duyên không được sáng sủa cho lắm, nhưng bù lại mặt tài lộc rất may mắn nhờ cục diện họa sinh thổ. Vào thời điểm cuối ngày, có thể bạn sẽ có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bạn bè, có tài lộc, quà cáp hoặc được mời đi ăn tiệc. Chi tiết từng tuổi như sau. Ất Sửu 1985, Kim, lấy cần cù để bù thông minh. Đinh Sửu 1997, Thủy, kiệt sức vì phải lo quá nhiều việc. Kỷ Sửu 1949-2009, Hỏa, những lo lắng muộn phiền đã chiếm nhiều thời gian của bạn. Tân Sửu 1961, Thổ, người không tốt thì hãy sớm lãng quên. Quý Sửu 1973, Mộc, ai cũng mắc phải sai lầm, đừng dày vò bản thân. Đó là con giáp may mắn thứ tư trong ngày 1 tháng 9 âm lịch. Con giáp thứ 5 ta xếp đến là những người tuổi Tỵ. 5. Tuổi Tỵ. Ngày 1 tháng 9 này, những người tuổi Tỵ được tam hội cục giúp đỡ nên công việc đỡ vất vả hơn hẳn. Người đi làm ăn xa, nhà hay có quý nhân giúp đỡ, rất có thể con giáp này còn nhận được lời mời ăn uống cùng đồng nghiệp. Nếu rảnh, hãy thoải mái nhận lời. Tình cảm không có biến động như hai hành hỏa tương hòa, bạn may mắn có một cơ thể lành lặn và gia đình đầy đủ. Đó là phước lớn đáng trân trọng mà bao người thèm muốn. Đi ra ngoài cư xử nhã nhặn nên chẳng mấy khi bị chỉ trích. Đường tiền tài có thiên tài chiếu mệnh nên dễ trúng thưởng, được cho số lộc hoặc trúng sổ số lô đề. Cái gì dễ đến thì cũng dễ đi. Khuyên Tỵ không nên tham gia vào mấy trò lô đề cờ bạc quá sâu, rất nguy hiểm. Chính vì thế mà bạn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, chiêu may mắn, bình an và tài lộc đến với mình. Chi tiết từng tuổi như sau. Ất Tỵ 1964, Hỏa, quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Đinh Tỵ 1977, Thổ, những người dễ dàng đỏ mặt, thường hào phóng hơn người. Kỷ Tỵ 1989, Mộc, sống vô tư, thích hưởng thức đồ ăn ngon. Tân Tỵ 2001, Kim, đừng kỳ vọng bản thân quá nhiều. Quý Tỵ 1953-2013, Thủy, sống khỏe mạnh đã là may mắn lắm rồi. Tiếp theo ta xét đến con giáp may mắn thứ 6, con giáp may mắn cuối cùng của ngày hôm nay, đó là những người tuổi Ngọ. 6. Tuổi Ngọ. Ngày 1 tháng 9, dự báo mặt công việc tuổi Ngọ có chính tài nâng đỡ nên tin vui gần đây chủ yếu liên quan đến lương thưởng, bảo hiểm, quyền lợi của bạn. Mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó, chỉ cần con giáp này có được sự tỉnh táo và sáng suốt là đủ. Tình cảm chịu ảnh hưởng bởi sự hình nên tuổi này hay suy nghĩ, khá là mệt mỏi vì người nhà không biết chia sẻ cùng ai. Kể cả các bạn trẻ đang yêu mà không dám bộc lộ suy nghĩ, tâm sự riêng thì mối quan hệ cũng chẳng kéo dài lâu được. Để hóa giải, những gia chủ tuổi Ngọ cũng phải nhớ luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất. Vận tiền bạc ổn định như hai hành hỏa tương hòa, bạn cũng đang được cấp trên chú ý. Hãy tiếp tục phát huy, chủ động thể hiện tài năng vốn có và học hỏi thêm kiến thức mới. Chi tiết từng tuổi như sau. Giáp Ngọ 1954-2014, Kim, cái tâm nó thể hiện ở hành động. Bính Ngọ 1966, Thủy, đừng tin tưởng những người khéo mồm. Mậu Ngọ 1978, Hỏa, chân thành quá mức dễ bị người ta lừa. Canh Ngọ 1990, Thổ, tuy vụ về nhưng sống rất biết điều. Nhâm Ngọ 1942-2002, Mộc, nên dẹp bớt bạn bè không cần thiết.
Quý vị thân mến, trên đây là 6 con giáp có vận đỏ như son trong ngày 1 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc top 1 trong 6 con giáp này hay không? Hãy chia sẻ xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!